dạ vâng. Nhiệt tình, thân thiết, dạ vâng. Dễ thương. À, dễ thương. Chúng con vẫn là quát. Trần gỗ miền Bắc. Dạ vâng. Này là làm là cũng được. Dạ vâng. Cũng là tôi cũng xem mà chứ. Anh thấy là mấy anh em thợ là làm là nhiệt tình. Tay nghề với độ nhiệt tình hay là chăm chỉ hay là có những cái việc gì đấy là có thể ủng hộ. Trần gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Dạ vâng. Không đẹp. Vâng. Không được hướng cái đẹp. Bảo nếu mà biết như này thì Trần à, dạ vâng. Nói chung là nhựa còn khá hơn rất nhiều so với thạch cao đấy ạ. Dạ vâng. Mà nó lạ một tí. Nó dạ gần vào 75 đấy. À dạ vâng. Đời chưa thấy ai làm mà. Dạ vâng. Cũng được rồi em. Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn anh. Đây là con nhà số 4 làm mà hầu như là đầu tiên đó. Dạ vâng. Để chứng tỏ là anh nhận xem anh... cái YouTube chú suốt. Ok anh. Bởi vì anh định làm nhà là anh xem hết à, tham khảo nhiều cái okay, rồi. Ok anh. Anh xem trước rồi thế là vâng. Anh biết. Cho nên là có nhiều căn hộ là chốt em từ lúc bắt đầu mới lên bản vẽ hoặc là có móng thôi là bắt đầu đo rồi. Để chuẩn bị gỗ rồi là chuẩn bị gia công xếp lịch các kiểu. Là đã tính trước rồi, mình vâng. Xác định mình làm thì mình nghiên cứu. Dạ vâng, dạ vâng. Xem trước xem tham khảo. Cái chú làm ở trên Bắc Cạn là cũng ở đâu đâu là. À anh biết hết ạ. Quay rồi, dạ vâng, anh nữa, cô nước ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dễ thương. À dễ thương. Giờ toàn độ nhà em hết. Vâng. Thế làm sao khoán được anh? Tại vì là em phải nắm được tính tình của ông nào như nào các kiểu thì em mới làm việc được. Nó là như vậy. Một độ nhà em mới đang lắp ở Sầm Sơn. Vâng. Lịch, nếu mà lịch tháng này là phải tầm độ 2-3 lần xem YouTube của chú. À cô cũng xem của con. À cô cũng bình luận là à thế ạ. Trần rất đẹp. À hóa ra vậy. Hóa ra cô cũng xem của con. Trần gỗ miền Bắc. Dạ vâng. Không định gọi Nhật nhưng Nhật vào xong vẫn chỗ đấy và à dạ vâng, dạ vâng. Xem lâu rồi. À, ấy cơm nha các chú vào kia trong à. Cô ăn, cô là chị dâu của anh. À, cô là chị dâu của anh. Qua bán này bán sắp cơm thì bán mấy dạ nhà vâng. Anh ở đây bát đũa không có mà có một mình anh. Dạ vâng, dạ vâng. Ở trong miền Nam dạ. Chẳng có người lấy dạ. Hôm qua bán sắp cơm này, lấy ăn cơm. À, các bạn chị thân mến là bây giờ là em sẽ mời anh Nhật ra giữa không gian ngoại thất nhà anh và cũng như cho tất cả anh chị em ngắm rằng là không gian nhà của anh nó đẹp như thế nào. Và đây là anh Nhật, anh chủ nhà. Thì anh có thể chia sẻ cho tất cả anh chị em biết là cảm nhận của anh như thế nào về đội thợ Trần Gỗ miền Bắc của em Khánh thi công cho gia đình nhà mình ở hạng mục Trần Gỗ. Anh nhìn vào đây thấy đội thợ này làm cũng được. Nếu dạ vâng. Mà con cô bác nếu mà có ấy là cứ gõ vào Trần Gỗ miền Bắc dạ vâng. Này là làm là cũng được. Dạ vâng. Cũng là tôi cũng xem ở trên YouTube là biết thôi. Một vị khán giả. Dạ vâng. Tôi dạ vâng. Cũng không có biết hiểu là đâu đúng không? Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Thôi thứ nhất là em cảm ơn anh, thứ hai là chúc anh và cả chị và cả đại gia đình nhà mình luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe bên không gian đẹp như vậy. Và nếu như nay mai trong tương lai và anh muốn làm bất cứ một không gian nào nữa về trần gỗ ốp tường ốp chân tường cứ liên hệ em Khánh. Vâng, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Đây là anh Nhật, anh chủ nhà các bạn nhá. Cảm ơn anh nhiều, một vị khán giả rất là thân quen của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc. Và bây giờ sẽ gặp gỡ anh Song, anh nhà thầu căn hộ này luôn. Anh Song ơi, em gặp gỡ anh xíu. Để ra một cái tác phẩm nhà đẹp như vậy thì chắc chắn rồi thì sẽ không thể là không nhắc tới anh Song. Anh là một người thiết kế và cũng như là tư vấn cho anh Nhật là về cái không gian nhà đẹp như vậy. Anh có thể chia sẻ một xíu cảm nhận của anh như thế nào về đội thợ trần gỗ của em Khánh? Anh thấy là mấy anh em thợ là làm là nhiệt tình. Tay nghề với độ nhiệt tình hay là chăm chỉ hay là có những cái việc gì đấy là có thể ủng hộ chủ nhà là anh thấy là được. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em. Dạ vâng. Chúc em có nhiều thành công trong tương lai nhé. Ok, cảm ơn anh. Và hy vọng rằng là em cũng như anh Nhật và cũng như là anh Song thì có duyên làm việc với nhau ở nhiều câu chuyện nữa. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Có cơ hội đây nhé. Ok, ok. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Và các bạn chị thân mến, đó là anh Song. Thì bây giờ là mà tất cả anh chị em sẽ đi sâu vào bên trong để cùng ngắm nhìn cái không gian trần gỗ ở đây nó đẹp như thế nào sau khi em Khánh thi công xong các bạn nhé. Mẫu trần là mẫu trần 2 cấp. Ở đây em Khánh thiết kế cho anh trai là một ô trống này. Ở kia là một ô trống nữa. Và bên trong là không gian của phòng thờ các bạn nhé. Ở bên trong này là không gian của phòng thờ, em đi phẳng hạ cấp cài led mặt chữ thỏ ở giữa các bạn nhá. Đó, thì bây giờ đèn led chưa có bật nhưng mà chắc chắn rồi, sau khi bật lên các kiểu nó cực kỳ đẹp.
Một lần nữa thì cảm ơn anh Nhật, cảm ơn anh Song và cảm ơn chị gái và cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi clip của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc. Và anh em vẫn tiếp tục đang gọi là pha sơn và chuẩn bị là phun lót, bắt đầu là phun phủ bóng các bạn nhé. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều và em là Khánh Trần Gỗ miền Bắc. Xin chào. Trần Gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.